chào các bạn nhé. Nay mình có đặt một cái bút sạc dự phòng đây, ở Trung Quốc, từ Trung Quốc về. Và đây là mình thì đang sống ở Nhật Bản, là địa chỉ này. Địa chỉ này thì mình vừa mới chuyển đến đây thôi. Đây là địa chỉ bên Trung Quốc, địa chỉ bán hàng bên Trung Quốc và địa chỉ của mình. Đấy, thì đặt cái bút này về để làm. Mình kiểu có thể là xin tầm được một số cái xeo pin này này, xeo pin 1.86 này, sẽ có thể được mua nhiều, dung lượng cũng còn khá tốt, là mua cái bút này về để nhét ba lô để là bút dự phòng nhé. Bây giờ mình sẽ khui ra xem. Mình mua cái này là 1.6 thì Nhật Bản, 1.6 thì Nhật Bản thì nó rơi tầm khoảng giá hiện tại bây giờ nó rơi tầm khoảng 220.000 tiền Việt Nam đồng. Chậm chuồng mỗi cái này đã có dây cáp thì còn gì cả, không có tặng kèm cáp sạc cáp thêm. Chắc trong này. Trong này cũng có rồi. Nó mở ra mỗi trần chuồng. Cái này chắc là cái dây để móc vào đây để làm dây đeo. Là dây quay sách. Còn một cái tô vít con. Đây để mình hạ cái cam này nó xuống một tí. Đây một cái vít bốn cạnh. Một cái bốn cạnh. Một cái dây đeo. 246 đốc. Sao con như đấy họ cho 8 con. Đây là thắt bên trong này, xem nào. Chạy chạy một con IC gì IP5568 này. Để tháo cái này ra nhìn nhá, nhìn dưới xem có cái gì không. Để tháo ra. Kẹt ở đâu mà không thèm lên. Đây nó còn vướng cái em. Vướng cái dây sạc không dây. Cái này mình mua cấu hình của nó là có thể sạc được không dây này. Hỗ trợ quốc trạc cơ 3.0 này. Mặt sau này thì không có gì cả. Đây để soi cho các bạn nhìn rõ linh kiện. Không có gì. Có vài cái linh kiện này thôi. Bên này thì cũng có cái con chip này và cái phần này là phần dành cho sạc không dây. Rồi, chắc mình lắp vào thử xem nào. Mua về một nghịch xem nó có là gì không, nhưng mà mình thấy nó cũng rẻ nhưng mà chất lượng thì không biết là có rẻ không. Đồ Trung Quốc là ai cũng nghĩ là vừa rẻ vừa tốt, vừa rẻ vừa tốt là đồ Trung Quốc, vừa rẻ vừa tốt. Còn thực sự mua những cái sản phẩm mà gọi là có giá trị thì công nhận là nó giá trị thì dùng thì tốt thật đấy, nhưng mà cái số tiền mình bỏ ra để sở hữu nó cao lắm. Đối với người nghèo như mình thì mình không có tiền. Và bây giờ chúng ta mình lắp cái xeo bất kỳ một xeo kiểm tra xem nào được không. Đây là tối hôm này 0% pin. Lấy pin khác xem nào. Không có pin luôn. Nên còn chả có
điện đấy. Không có pin điện. Chắc mình có test rồi. Bằng cách sạc xả ấy, nó xả hết rồi. Chả có pin có điện được, thử cắm cái sạc. Cắm sạc IC nhỉ, có lên không? Đó, cũng không có lên. Làm ít. Nguyên nào còn điện. Hay là không? Làm gì đâu mà không? Đấy, cắm sạc cũng đây lên. Cắm sạc cũng không đây lên nào. Viên lên mới là viên nào. Sao cũng không lên. Mình lấy cái đồng hồ kiểm tra pin được chứ cái đấy. Không có cái gì để thử nhỉ, ngủ cũng có. B trừ B cộng. Cuộn sạc không dây này. À, này bây giờ mình nhảy 0.0% này. Gì đây tối lắm, bây giờ đang là 68%. Bạn nhìn không, tối mà mò tối hay nhìn cái gì nhỉ? Ấn giữ để bật đèn pin, ấn cái nữa để chuyển chế độ đèn pin, ấn giữ để tắt. Rồi chắc bây giờ mình gắn vào mình test nhé, xong mình sẽ quay cái hoàn thiện sau nhé.